Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến! Với tư cách là một công dân, một bạn đọc, nhìn ra được âm mưu thủ đoạn đằng sau cái gọi là đấu tranh dân chủ mà bọn phản động đang làm, chúng ta cần nhận diện đấu tranh không khoan nhượng, không thỏa hiệp để bảo vệ lẽ phải, cái đúng, bảo vệ sự thật, cũng là bảo vệ chính môi trường xã hội lành mạnh của chúng ta. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Thủ đoạn dùng hiện tượng để xuyên tạc bản chất của những kẻ bất mãn phản động. Bài viết của Ngân Hoa Trên trang Việt Nam Thời Báo phát tán bài viết Con người xã hội chủ nghĩa ngày càng mang rợ của bút danh Minh Triều. Lướt qua bài viết tưởng rằng đây chỉ là những dòng cảm xúc nói lên những bức xúc cá nhân về một số vấn đề xã hội, hiện tượng xã hội người đọc nếu không xem xét kỹ không đề phòng sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng bị đầu độc và còn ảnh hưởng cả đến những thế hệ hiện tại và tương lai của đất nước khi đọc kỹ lại bài viết mới thấy rằng đây là bài viết hết sức nguy hại thù hằn có tính thù địch mưu đồ phản động rất rõ ràng được ẩn sau việc miêu tả các hiện tượng xã hội diễn ra gần đây thực chất đây là thủ đoạn lấy hiện tượng để xuyên tạc bản chất đánh tráo khái niệm dùng những hiện tượng tiêu cực có tính điển hình để quy chụp và phủ nhận những thành quả mà đất nước và nhân dân ta đã đạt được trong những năm qua, nhất là trên lĩnh vực văn hóa, xã hội và con người. Bài viết cho rằng, xã hội xã hội chủ nghĩa, con người xã hội chủ nghĩa ngày càng mang rợ, mâu thuẫn ngày càng nhiều, đạo đức ngày càng xuống cấp và thường xuyên phải dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Tiêu đề là vậy, ý tứ là vậy, nhưng minh triều lại lấy những hiện tượng xã hội như vụ án hồ tuyền lâm đà lạt vụ án võ thành long vũ thành huy ở bà rịa vũng tàu hay vụ án tại bệnh viện đa khoa đồng nai để làm minh chứng như vậy rõ ràng là y đem cái hiện tượng tiêu cực cụ thể rời rạc không phổ biến để quy trục và quy kết gắn ghép cho rằng của chủ nghĩa xã hội với những luận cứ hết sức khập khiển mập mờ không ăn nhập gì với tiêu đề của bài viết cho thấy Minh Triều đang cố tình đánh tráo khái niệm lấy râu ông nọ cắm cầm bà kia để xuyên tạc phủ nhận những thành tựu to lớn mà đất nước và nhân dân đã đạt được trong suốt những năm qua. Điều đáng lưu tâm nữa là đối tượng mà Minh Triều hướng tới là thế hệ trẻ, những người am hiểu về công nghệ thông tin thường xuyên tương tác trên các nền tảng Internet, mạng xã hội để tác động thâm nhập. Sẽ rất nguy hại nếu chúng ta không có sự cảnh giác đề phòng không có đủ khả năng miễn nhiễm nhất là giới trẻ thì những dạng bài viết như kiểu của minh triều rất dễ thấm một cách không tự giác vào tâm trí những người tiếp xúc nhất là thế hệ trẻ dẫn tới cả một thế hệ bị đầu độc bị diễn biến nói như vậy không có nghĩa chúng ta cổ suý cho cái sai bao che tội ác những vụ việc như minh triều nêu trên đúng là những nỗi đau những hiện tượng xấu và thậm chí rất nghiêm trọng đối với con người và xã hội pháp luật sẽ trừng trị thích đáng những kẻ phi nhân tính như vậy. Cơ quan chức năng đã và sẽ vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc, để đưa ra hình phạt thích đáng với từng tội danh, từng kẻ phạm tội. Điều đáng nói ở đây, dù chế độ sau chủ nghĩa, tư bản chủ nghĩa hay dù bất kỳ một chế độ xã hội nào khác đi nữa, thì cũng khó tránh khỏi những hiện tượng xã hội tiêu cực như trên có thể được thực hiện bởi những kẻ mất nhân tính, bệnh hoạn, thần kinh không bình thường, vô giáo dục nào đó trong xã hội điều đó tuy có ảnh hưởng đến đời sống xã hội người dân nhưng cũng chỉ là số rất ít rất hiếm trong xã hội mặt khác nhà nước ta có pháp luật nghiêm minh đang từng bước hoàn thiện những hiện tượng trên chắc chắn sẽ được khắc phục triệt để đất nước ổn định phát triển chỉ e rằng đất nước việt nam này có những kẻ sâu mọt định bờ theo đuôi các tổ chức cá nhân phản động bất mãn thù hằn dùng ngòi bút để xuyên tạc chống phá đảng nhà nước để lôi kéo đầu độc dân dân như minh triều mới thực sự là điều đáng lo ngại cần đấu tranh loại bỏ và không thỏa hiệp với tư cách là một công dân một bạn đọc nhìn ra được âm mưu thủ đoạn đằng sau cái gọi là đấu tranh dân chủ mà những kẻ như minh triều và đồng bọn đang làm chúng ta cần nhận diện đấu tranh không khoan nhượng không thỏa hiệp để bảo vệ lẽ phải cái đúng bảo vệ sự thật cũng là bảo vệ chính môi trường xã hội lành mạnh của chúng ta